Vô, vô. Em cứ việc chơi thoải mái đi. Anh Phong ra chơi tụi em đi. Đi ok em. Đi ha. Gì? Anh Phi, ra nhảy. Mẹ chút nha. Go, go. Mày dám giật cát của tao hả? Chết chả. Có phải anh Phong không ta? Anh có sao không? Xin lỗi anh Phong, em không biết anh. Anh thông cảm. Biến mẹ giùm em đi. Không thì em đập bể mặt anh bây giờ. Thời của cha con nhà anh hết rồi. Hiểu chưa hả? Xin lỗi nha. Tao nói cho mày biết, yếu thì đừng có ra gió. Những cái đám du côn của mày đi chỗ khác chơi nha. Mày dám đánh tao hả? Tao giết mày. Thôi không, bỏ chỗ này đi, kiếm chỗ khác ra chơi. Đi nha. Mày hả mày? Vô. Mẹ nó. Em càng nghĩ em càng thấy tức hả? Thôi bỏ đi. Cho tụi nó một cảnh là xong. Giận làm mẹ gì? Rượu ngon cái đẹp, lo gì mà không chơi. Vô. Ba, con mới về. Đi đâu? Mà giờ này mới về hả? Con đi chơi với anh Phi Banda. Suốt ngày chơi bời gái gú. Lo mà làm ăn đi. Dạ thưa chú. Có chuyện gì mấy chú? Chúng tôi muốn mời anh Phong về để hợp tác điều tra cùng với chúng tôi. Điều tra cái gì? Về vụ tối hôm qua anh đã đánh nhau với một nhóm người ở vũ trường. Hả? Phải.
anh đã đánh một người bị trọng thương ở vũ trường, có đúng không? Nhưng mà họ tấn công tôi trước mà. Và giờ người đó đã chết rồi. Hả? Sao? Không thể nào. Không thể nào chết được. Mời anh theo chúng tôi. Tôi phải nói bao nhiêu lần anh mới tin tôi đây? Lúc tôi rời khỏi hiện trường, anh ta vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Làm sao anh ta có thể chết được chứ? Có nhân chứng ở hiện trường đã chứng kiến anh đánh liên tục vào nạn nhân. Và anh nói rằng tao giết mày, đúng không? Thì lúc đó tức giận quá tôi chỉ nói vậy thôi. Nhưng mà thật sự là tôi không có cố tình giết anh ta. Lúc ở vũ trường, anh và nạn nhân đã xô xát với nhau. Nạn nhân đã nói với anh là hai cha con anh đã hết thời rồi, đúng không? Đúng. Hết thời là thế nào? Câu hỏi này có ý gì? Bộ anh và nạn nhân có quen biết và mâu thuẫn với nhau từ trước, đúng không? Tôi nhắc lại một lần nữa, tôi hoàn toàn không biết nạn nhân. Và tôi cũng chưa bao giờ quen nạn nhân. Tôi cũng không bao giờ để ý đến câu nói của anh ta. Tôi chỉ tức giận là tại sao anh ta tấn công tôi trước mà thôi. Theo lời nhân chứng thì hình như nạn nhân đã biết anh từ trước. Và không thể tự nhiên mà nạn nhân nói những điều như vậy. Hay là anh đang giấu giếm chúng tôi điều gì đó? Và đó cũng chính là nguyên nhân dẫn đến vụ xô xát của hai người. Thưa cán bộ, tôi không hiểu ý cán bộ muốn nói gì. Nhưng mà tôi nói cho anh biết là tôi chưa bao giờ quen biết nạn nhân. Anh nói sau khi đánh nhau với Thủy, anh đã cùng với những người bạn của anh đi chơi ở vũ trường khác và đã qua đêm với một cô gái. À, đúng. Vậy cô gái ấy là ai? Tên gì? Quan hệ với anh như thế nào? Hiện tại bây giờ cô ta đang ở đâu? Làm sao tôi biết cô ta ở đâu được? Quen nhau ở trong vũ trường, thích nhau thì qua đêm thôi, cần gì phải có quan hệ chứ. Vậy cô ta tên gì? Tôi không biết. Anh ở cả đêm với cô ta mà không biết cô ta tên gì? Thưa cán bộ à, lúc đó tôi sai quá, tôi không có thể nhớ hết được. Vậy là có lẽ do anh sai quá nên anh không nhớ là đã rời khỏi khách sạn và đã tấn công nạn nhân, hoặc anh đã giao cho ai khác tấn công nạn nhân. Nè, anh đừng có vu khống tôi. Đêm đó tôi ở trong khách sạn, người ta có thể làm chứng cho tôi. Ai làm chứng cho anh? Cô gái đó. Vậy bây giờ cô ta đang ở đâu? Làm sao tôi biết được chứ? Bây giờ các anh có thể tới khách sạn tìm hiểu. Có thể là các nhân viên ở khách sạn có thể làm chứng là đêm đó tôi ở đó. Chúng tôi đã đến đó. Và đúng là tối hôm qua anh đã có thuê phòng. Nhưng nhân viên của khách sạn không thể xác định được anh hay bất cứ vị khách nào có rời khỏi khách sạn và trở lại hay không. Và một điều vô cùng trùng hợp, đoạn băng ghi lại của camera giám sát từ khi anh vào khách sạn đến sáng nay đã biến mất. Anh ăn cơm đi. Nạn nhân tên là Thủy, 25 tuổi, mà chẳng phải hiền lành gì đâu. Đã có 3 tiền án, 5 tiền sự. Giờ tụi em đang điều tra lại xem Thủy có xích mích hay có hằn thù với đối tượng nào khác không. Ừ. Mặc dù từ lúc bị tạm giam đến nay Phong luôn có tâm trạng lo lắng bất an, nhưng em có linh cảm là anh ta không có liên quan tới cái chết của Thủy. Tối ngày ăn nhậu, tụi mày đã thấy cái hậu quả của tụi mày chưa? Trước khi thằng Phong đánh tụi nó, thằng kia có nói gì phải không? Nói! Dạ, thằng đó nói cha con mày hết thời rồi. Chuyện của anh chỉ có anh em mình biết thôi. Thằng đó là thằng nào? Tại sao nó biết được?
con đã tìm hiểu kỹ rồi. Đó chỉ là một thằng cò con thôi, không thể nào biết được mọi chuyện của chúng ta. Chẳng lẽ có thằng nào gài thằng Phong vào bẫy sao? Tình hình ra sao rồi anh? Mày đi coi thằng Phong sao rồi? Có cách nào giải quyết không? Đang bị tạm giam, bên công an đã quyết định khởi tố vụ án. Tại sao như vậy được? Tôi không tin là thằng Phong giết thằng đó. À, tôi và tụi mày đi đâu? Cụ thể thế nào? Nói. Dạ. Thôi không cần nói nữa. Tôi đang nghi ngờ có đứa hãm hại thằng Phong. Anh nghĩ đứa nào? Anh nói đi, tôi xử hết cả nhà nó cho coi. Thôi được rồi, anh cứ để đó cho tôi. Tôi sẽ lật tung thành phố này lên, coi thằng nào dám hãm hại thằng Phong. Chú đã nói chuyện cụ thể với người ta chưa? Từ sáng tới giờ em có gọi mấy lần. Hiện tại công an đang điều tra. Anh hãy nói tình hình đang nhạy cảm, không nên liên lạc. Có gì anh sẽ báo sau. Anh ba, có khi nào thằng Phong nóng quá rồi? Chuyện đã đến nước này rồi thì không thể tha thứ cho nó được nữa. Tăng cường thêm. Mày có nghe vụ thằng Phong chưa? Rồi. Mày thấy thái độ của cha con Tư hôm nay thế nào? Ý anh là sao? Mày biết tao muốn gì mà. Mẹ mày, mày nghĩ thằng Phong giết thằng đó sao? Anh em chơi với nhau bao nhiêu năm rồi, mày biết tính thằng Phong thế nào mà. Em đâu có nghe chú Tư với thằng Bảo nói gì đâu. Thái độ của bình thường hả? Bây giờ tao không biết làm gì hết. Tao chỉ xin mày giúp tao một lần nữa, được không?
công nhận lâu ngày không gặp em dễ thương quá. Xíu đi chơi với anh nha. Sao? Ở đây có chuyện của cô biết. Mày là ai? Ai sai mày gây chuyện với Thần Phong? Tao không biết Thần Phong nào hết. Mày có muốn đi theo đại ca của mày không? Tao chỉ nghe anh Thủy nói đi kiếm chuyện đánh Thằng Phong một trận. Tụi tao đánh xong rồi tụi tao về. Sáng nay nghe tin anh Thủy chết, tao đâu có biết. Rồi sao nữa? Tao có hỏi. Anh Thủy nói có người nhờ, nhưng không nói lại hết. Tao không biết gì hết, tao thề. Mày tha cho tao đi. Dạ. Mời đại ca. Đại ca. Dạ. Dạ. Làm gì ở đây vậy? Tao đi lòng vòng kiếm chút gì ăn. Con nhỏ kia lại hả? Đâu? Bộ tao rảnh lắm hả? Đi với tao. Chào anh. Có tin gì mới chưa? Còn vụ ông Tư với thằng Hải Trắng thì mày biết được tin gì? Cũng chẳng có gì. Mà anh yên tâm đi, em đã hứa là em sẽ làm mà. Ừ, vậy thôi. Không có gì thì tao đi. Alo, tôi đây. Hình như vụ Thằng Phong là do đàn em của Hải Trắng làm. Lúc nào cũng mở miệng nói anh em mình sống chết có nhau, có phải như vậy không? Ừ, thì sao? Tại sao anh coi tụi tôi như là con nít? Mày nói làm nhảm gì vậy sao? Anh đừng có giả bộ nữa. Anh đang hiểu tôi đang nói chuyện gì chứ gì? Đã làm thì đừng sợ người ta biết, mà đã sợ người ta biết thì đừng có làm. Bây giờ ý mày muốn sao đây? Có gì nói mẹ đi, đừng có chơi trò phủ đầu tao đó. Nè, mày đưa đủ bằng chứng tao phản bội anh em á, tao chặt cái đầu cho mày ngồi nè.
con đi gặp hoài. Mẹ cấm con không được quen thằng đó. Đi, đi về, không được quen nữa nghe chưa? Đi. Lừa tao hả? Lâu vậy đây ca? Tiền đâu? Xịn phải không? Ừ. Đi nha. Tình hình sao rồi? Dạ, trước đây Hùng Lá là người cung cấp hàng cho Giang Cẩu và những người khác bán hàng ở khu cầu cá. Nhưng mà nửa năm nay, chính Lê Quyên là người làm việc đó. Đó có phải là cô tiếp viên làm ở vũ trường My Lan không? Mà Tư Lân dùng cô ấy làm con cờ. Chính là cô ta. À, anh Thành sao rồi anh? Trầy xíu chút xíu thôi, không sao đâu. À. Chuyện xảy ra lúc anh Đạt và Đông tham gia hội thi võ thuật toàn ngành. Họ gặp nhau trong trận chung kết. Vậy
Anh Đông bây giờ thế nào rồi? Đông mất một năm sau đó. Vì hối hận nên kể từ đó anh Đạt rất sợ phải dùng tới võ thuật. Có vài lần trong lúc điều tra, anh Đạt để tội phạm chạy thoát, giống như trường hợp hôm qua vậy. Nên cuối cùng anh quyết định xin chuyển sang làm tham mưu. Em rót nha. Ghét quá. Nè, uống một ly đi anh. Vô. Từ từ, anh có điện thoại. Nghe. Mày làm tốt đó. Được rồi, chút xíu gặp. Vô đi anh. Vô nha. Vô. Tao có chuyện. Dạ. Ngồi đi. Tiền khác khu cầu cá. Cô mày nè. Cảm ơn. À, hôm trước tao nghe nói là mày sắp có cái vụ gì đó. Sao lâu quá không thấy mày làm tới? Có làm không? Làm gì gấp gì vậy? Tao gấp con mẹ gì mà gấp. Tao đâu có giàu như mày đâu. Không làm lấy gì mà. Nè, sắp tới có phiên chuột thơm lắm. Mày dám làm không? Hàng gì? Mày không cần biết đó là hàng gì. Chỉ cần biết tới lấy là được rồi. Ok. Khi nào có hàng nhớ gọi tao hả? Được rồi. Vô hết với mày. À, dạo này mày cũng biết rồi đó. Bên công an đang săn dữ lắm. Nhất là sau cái vụ của thằng Thuận Hối, tao cũng thấy hơi lo. Vậy bây giờ theo mày, mày tính sao? Bà thấy vậy ổn không? Hả? Theo con như vậy là quá ổn rồi. Không có gì phải lo nữa. Năm hả? Tao đây. Dù thằng Phong, mày với anh ba lo tới đâu rồi? Mẹ, không có cái gì mà lo không được đó. À vậy hả? Vậy tốt rồi. Có tin gì thì báo tao liền nghe. Mày qua gặp tụi nó đi. Hẹn tao có chuyện gì vậy? Lên xe đi.
hàng sắp cập bến. Ok, quyết định vậy nha. Được rồi, chờ chút. Đi chung từ sáng tới giờ mà anh cứ làm lơ em hoài vậy. Ơ, nè, bực mình ghê á. Dạ, dạ em biết rồi. Anh cẩn thận nha. Hiện tại thì anh Minh và anh Trí vừa bám sát theo Bảo và Thảo Ma. Tới giờ vẫn chưa có động tĩnh gì. Bọn chúng đã xuất phát. Nghĩ là chỉ trong ngày mai sẽ tiến hành giao dịch thôi. Tình hình bên Nam sao rồi? Dạ, thời gian quá ngắn, em chưa thể truy cập vào ổ dữ liệu. Nhưng tất cả mọi thứ còn lại đều đúng như dự định của ban chuyên án. Ừ. Ok, em biết rồi. Bọn chúng đang chuẩn bị xuất phát. Bây giờ tụi bay á, xuất phát đi. Cứ làm theo kế hoạch đã bàn. Ok. Lên xe đi. Kế hoạch như cũ. Có gì ta sẽ báo. Ok. Khoan đã. Đưa điện thoại hai đứa mày đây. Cầm đi. Có gì tao sẽ gọi. Mà mình đi đâu vậy anh? Anh đâu biết đâu. Nó biểu đi đâu thì mình đi đó thôi. Thôi kệ, đi đâu cũng được, miễn là có anh là được rồi. Đi anh ơi. Tổ 1 bám theo, tổ 2 chia viện, tổ 3 giữ nguyên vị trí, tổ 4 vào khách sạn nắm tình hình và báo cáo về trung tâm. Từ sáng tới giờ, Thảo và Quyên cứ đi, rồi dừng lại nghỉ. Nghỉ xong lại tiếp tục đi. Theo đánh giá của trinh sát thì có thể bọn chúng đang tìm cách để cắt đuôi chúng ta. Hoặc cũng có thể chúng chưa có vị trí để đến. Còn Tư Lân thì thế nào? Và báo cáo thủ trưởng, từ sáng tới giờ hắn vẫn chưa ra khỏi nhà. Hải Trắng cũng vậy. Các cậu bắt đầu triển khai các mũi trinh sát theo kế hoạch. Đợi lệnh hành động của tôi. Rõ.
Trời ơi là trời, định hành xác mình hay sao vậy? Nắng ơi là nắng à. Thì em lên xe chờ bắt chút đi. Alo. Dạ. Dạ dạ. Dạ rồi, em biết rồi. Rồi rồi, dạ hiểu rồi anh. Đi thôi anh. Qua cảng cá đi anh. Ủa chị, em có mệt không? Cà phê nè. Em không sao. Em uống đi. Ừ. Cảm ơn. Tàu đã ra khơi. Chưa có điện thoại. Sự hợp tác của chúng ta. Quan hệ vừa mừng phải hết sức cẩn trọng. Ông anh là người khoái cẩn trọng à? Báo cáo thủ trưởng, Tư Lân và Hải Trắng đã vào nhà hàng rất lâu rồi, chưa thấy ra. Thưa anh, Tư Lân và Hải Trắng trực tiếp gặp nhau như vậy, chắc chắn không thể tiến hành trao đổi. Thằng Bảo hiện đang bị chúng ta phong tỏa ở khách sạn. Mục tiêu duy nhất còn lại đó là Thảo Ma. Vào đi. Thưa thủ trưởng, có thư của thiên sứ. Thảo Ma chỉ là chim mồi.
Em có chắc ở đây không chị? Dạ chắc chắn mà anh. Anh Bảo nói với em là hẹn ở đây mà. Mà nói thiệt nha, em cũng không biết á, anh Bảo hẹn anh em mình ra đây chi nữa. Ảnh nói anh sẽ gọi lại, mà chờ hoài không thấy ảnh gọi lại gì hết. Thì coi như lâu lâu mới có cơ hội hóng gió, cần gì phải vội. Mày đứng đó đợi tao nha. Anh chỉ đạo anh em bám sát tất cả các đối tượng, phòng khi bọn chúng thay đổi kế hoạch hoặc là có tình huống bất ngờ xảy ra. Rõ chưa nào? Được, cứ làm vậy đi ha. Thưa anh, Tư Lân và Hải Trắng là hai tên giang hồ sừng sỏ. Với tính cách từ trước tới nay, tôi không nghĩ bọn chúng có thể dễ dàng giao hết mọi việc cho bọn đàn em làm. Con đã tới nơi rồi. 1951. Mẹ đó. Vậy mà tôi tưởng ông anh đây ghê gớm lắm. Làm phí cả công chuẩn bị. Để coi sau đã. Con cáo già đó không dễ dàng buông tha mình đâu. Gặp mặt tôi vặt sạch râu không ấy. Vẫn còn nhiều cơ hội để chúng mày thể hiện mà. Chỉ sợ là chúng mày không đủ sức thôi. Lấy đồ cho anh Hải đi tụi bay. Hàng đâu?
Sao rồi? Dạ. Xong rồi đại ca. Tốt. Giao hàng đi. Dạ. Giao tiền. Vào cái đi. Lần đầu tiên giao dịch làm ăn với ông anh quá sướng. Làm như anh, anh còn cho mình xuống dài dài nữa kìa. Để anh đi giải quyết chuyện buồn rồi anh cho mày lên mây luôn hả? Xin ý kiến trung tâm. Rõ. Báo cáo. B2 chuẩn bị hành động. Tất cả chú ý. Phối hợp chặt chẽ theo dõi các đối tượng. Chờ lệnh, chuẩn bị hành động. Rõ. Kiểm tra. Đúng. Tiền đâu? Tiền. Xuất phát. Đi. Đi kìa, đi kìa. Đi kìa. Đi kìa. Đi kìa. Đi kìa. Đi kìa. Thank you.
Mày là ai? Là mày? Bảo đã bị bắn chết, mau không chế tôi lên. Tất cả chú ý, hành động. Mấy đồng chí, cố lên, hành động. Cho đồng chí, bảo chế không chứ. Cho đồng chí, tất cả chỉ là hai hướng. Cố lên! Các đồng chí, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên! Mở cửa ra ngay. Nếu ông không mở cửa, chúng tôi sẽ phá cửa. Mở cửa ra. Nhảy lên. Mở cửa. Mở cửa ngay. Đại ca, em ra ngoài trước nha. Ai đấy? Ai đấy? Ê, đi đây! Bắt chúng mày! Ai đáng ra? Đã bị bắt! Mày buông ra! Tao bắt vỡ sọ bây giờ! Này! Buông tôi ra! Con mẹ mày! Mày biết chưa? Oh.
Thế nào rồi ông Tư Lân? Ở đâu? Ông đâu có lạ gì tôi đâu. Quen quá mà. Mày lại? Mày muốn cái gì? Tôi muốn nhắc lại con trai của ông chết rồi. Trời. Sao? Thấy cảm giác mất đi người thân như thế nào? Có thấy đau lắm không? Muốn gì? Nói mẹ đi. Không sợ mày đâu. Ông nghĩ ông còn cái gì thì tôi muốn ngoài cái mạng của ông hả ông Tư Lân? Mày là ai? Tao hỏi mày là ai? Mày là ai? Muốn biết tôi là ai lắm hả? Chuyện gì vậy? Từ chiều đến giờ em gọi cho Tài Cận nhưng không liên lạc được. Không biết là có chuyện gì không nữa. Hay là điện thoại anh ta hết pin, hoặc là có chuyện trục trặc gì đó. Mọi người, đã có lệnh hành động rồi. Dạ biết rồi, ok. Đặt tài 5 triệu, thêm 30 triệu cầu trên. Ai vậy? Đi ra ngoài có ai mày? Ừ. Dạ đoàn anh ơi. Không phải đâu, chắc là ở bên kia kìa. Đứng yên. Đứng yên. Ê, ê. Ngồi yên. Đưa ta lên đầu. Đứng ngay sau đầu. Đứng dậy. Qua đây. PC tổng bị tắt rồi. Sẽ tìm hiểu cặn kẽ rồi sẽ báo cho chú biết sau. Trước tình hình bây giờ, mọi người sẽ nghĩ chú đã cho người xử cho con ông Tư. Bọn công an sẽ càng để ý đến mình nhiều hơn đó. Ai nghĩ thì cứ nghĩ, không cần phải quan tâm. Tối hôm qua bọn công an đã quét sạch đường dây cá độ. Sau đó bọn đó đã phong tỏa hết toàn bộ nhà và quán của ông Tư để thu thập bằng chứng. Con chỉ sợ là
anh là tay chân thân tín của Bảo, chẳng lẽ lại không biết gì về việc làm của anh ta? Tôi đề nghị anh dùng từ cho cẩn thận. Tay chân thân tín là sao? Anh nói tôi chả hiểu gì hết. Tôi chỉ là một cái thằng bảo vệ vũ trường. Ông chủ tin tưởng giao cho tôi một số việc, tất cả chỉ có vậy thôi. Một số việc anh vừa nói là những việc gì? Nhiều lắm. Ví dụ như là đưa đón bạn gái ông chủ nè, đi mua đồ ăn tối, mua thuốc lá, mua kem đánh răng, à còn đi mua quần lót cho ông ta nữa. Nè. Ừ. Tôi đề nghị anh nghiêm túc, không được phép đùa giỡn. Tôi đùa giỡn hồi nào? Thì đó, cán bộ hỏi sao tôi trả lời vậy mà. Mà nè, tôi cũng từng là công an đó nha, nên tôi hiểu. Có cho tiền tôi cũng không dám giỡn với mấy anh nữa. Vậy những việc này là như thế nào? Có gì đâu, người ta thiếu nợ tôi đi đòi. Còn mấy chuyện quýnh lộn hả? Giang hồ mà, bình thường. Chúng tôi đã bắt quả tang ông Tư Lân và Bảo đang tiến hành các hoạt động phi pháp, và có đầy đủ bằng chứng về hoạt động phạm tội của cha con ông ta. Anh đã từng là công an, anh thừa hiểu sự việc này là như thế nào. Tốt nhất là nên khai báo những gì anh biết. Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Cũng chính vì tôi đã từng là công an, cho nên tôi hiểu. Nếu có đầy đủ bằng chứng, chắc mấy anh chả phải ngồi đây đối diện với tôi như vậy đâu. Và tôi được xem như là tội phạm khi nào có bản án của tòa án. Tôi không có nghĩa vụ chứng minh là mình vô tội. Tức thiệt á, thằng Thảo Ma này bỏ tiền ra nuôi nó bao nhiêu năm trong ngành, đúng là sai lầm mà. Nó không chịu khai ra mà còn chơi xỏ mình nữa chứ, tức lắm luôn. Thôi cứ bình tĩnh đi, nếu gì chị cũng làm được ngay thì cả xã hội này chắc không còn tội phạm để cho anh em mình bắt đâu. Anh kiểm tra nhà riêng và vũ trường của Tư Lân có thu được bằng chứng gì không anh? Vẫn còn đang xử lý. Bên Ba Long có gì mới không? Chú Bảy mới chỉ đạo phải bám sát các đối tượng 24/24. Từ hôm qua tới giờ chưa phát hiện có vấn đề gì. Tình hình đang căng thẳng như vậy, chắc là bọn chúng chưa dám làm gì đâu. Ở khu cầu cá thế nào rồi? Đang xôn xao dữ lắm. Từ lần ra đi, chắc không ít thằng muốn đứng lên giành địa bàn. Vậy thì sắp có phim coi rồi. Để xem Ba Long và anh em của ông ta sẽ làm cái gì đây. Đây chính là cơ hội để chúng ta có thể nhận rõ bản chất của ông ta. Anh à, vụ tên Phong ban chuyên án tính sao? Trắng đen thì đã rõ ràng rồi, thả người chứ biết làm sao nữa. Đâu phải tính toán gì nữa đâu. Bà thấy chưa, mình không chơi nó thì nó cũng xử mình đó. Bây giờ bà thấy chưa? Mày còn dám nói nữa hả? Nếu mày không chơi mời gái gú thì làm sao nó gài được mày? Ủa? Nó muốn chơi thì làm sao con đỡ được hả? Chẳng lẽ bây giờ người ta đánh mình mà mình nằm yên cho người ta đánh sao? Mặt mũi để đâu hả ba? Mặt với mũi, mày thấy kết quả chưa? Nếu tao mà là tụi nó, mày không có thoát tội đâu. Ở trong đó thế nào? Công an á, họ cứ chăm chăm hỏi vào mấy cái câu. Cha con anh hết thời. Ủa, hết thời là sao? Có phải cha con anh có mâu thuẫn với họ từ trước hay không? Nó tưởng đâu tụi mình là đồ đất hay sao á? Hỏi toàn mấy cô tào lao để khai thác mình. Nhưng mà hai người yên tâm đi, họ hỏi như vậy á, chắc chắn là họ không có biết gì hết. À ba, con thấy thằng Thảo Ma và con Quyên cũng bị công an bắt vô đó đó. Mẹ kiếp,
cái lũ đồ đất, cái thằng Cha Tư với lại thằng Hải Trắng không bao giờ nó nghĩ ra được một cái kế thâm độc để chơi mình. Con biết chắc chắn là có người đứng sau lưng nó rồi. Mày đi đâu đó? Bà đã hứa với con rồi đó nha. Sau cái chuyện ông Tư, con muốn làm gì thì làm mà. Tiếc. Alo, tôi nghe. Mấy cái chuyện nhỏ đó nhầm nhò gì? Ok, chuyện đó tôi biết rồi. Cái gì? Mẹ kiếp, bây giờ mấy anh muốn tôi phải làm sao? Ok, được rồi. Họ bắt anh thiệt hả? Anh có sao không? Họ có cho anh ăn uống đầy đủ không? Anh có mệt không? Hả? Trời đất ơi, hỏi gì hỏi dữ vậy, bộ không cho anh thở hả? Nhưng mà tại sao họ thả anh ra? Đáng lý ra em phải hỏi anh tại sao họ bắt anh. Công an á, bắt người vô cớ, đáng lý ra anh phải thương ngược lại họ nữa đó. Nhưng mà anh... Thôi được rồi, từ từ anh kể cho nghe. Nhưng... Alo, tao nghe nè. Thảo Mạn, mày giỏi lắm. Bây giờ mày có dám vác mặt của mày đến gặp tao không? Mày đang ở đâu? Chỗ cũ. Được, mày ở đó đi, tao tới liền. Chuyện gì vậy anh? Anh có chuyện rồi, lát nữa anh tới nhà em. Em về hả? Lúc nào cũng vậy. Anh sao vậy? Ngọc nè, anh em thực sự không hiểu. Ông Ba Long với thằng Phong bắt buộc phải dồn anh đến chân tường họ mới chịu được hả? Em đã nói với anh rồi, tránh xa tụi nó ra. Anh biết ông Tư là người như thế nào mà sao anh... Anh còn đi theo ổng nữa hả? Thì sao? Anh là công an đúng không? Thì đã từng. Em không có đùa đâu. Nếu anh không phải là công an thì anh sẽ không bất chấp mạng sống của mình để lao vào việc này. Nói tiếp đi. Nói gì nữa? Nói hết những gì em đang nghĩ. Em nói hết rồi.
Vậy anh hỏi em, em biết là nghề tiếp viên không tốt, không có tương lai, tại sao em cứ cắm đầu vào? Em khác, em không còn sự lựa chọn nào hết. Em còn phải lo cho ba má em, còn em của em nữa. Còn anh thì sao? Còn anh thì sao? Em nghĩ là... Em nói gì anh Thả anh cũng không nghe em hết trơn á. Trời ơi, muội đã nói với em rồi, đàn ông nó là như vậy đó, cứ càng cản là nó càng làm. Tụi nó đâu có hiểu được chị em phụ nữ của tụi mình phải lo lắng như thế nào đâu. Muội ơi, ông Tư với thằng Bảo chết rồi. Thằng Phong nó mà nghe được chuyện này, nó không tha cho anh Thảo đâu. Bé Ngọc, bé nghe muội nói nè. Muội biết là cưng thương thằng Thảo, nhưng mà cưng phải biết nghĩ cho bản thân mình nữa. Em còn ba má em, em còn em nữa. Em cứ dính vô mấy cái chuyện của thằng Thảo hoài, rồi tới ngày cũng sẽ bị liên lụy thôi. Em không nghe người ta nói hay sao? Đi đêm cũng có ngày gặp trai hả? Gì vậy muội? Quên. Đi đêm cũng có ngày gặp ma. Em đánh nó để được cái gì? Một trận thì nhầm nhò gì. Cũng may là nó nhanh chân chạy thoát. Nhưng mà từ nay về sau, em gặp nó ở đâu là em đánh nó ở đó. Em bắt nó sống không yên và chết cũng không xong nữa. Thôi đi, không được đụng vô nó nữa. Nó là cái con mẹ gì mà sợ nó hả? Em chưa bao giờ tỏ ra chín chắn để chú ba yên tâm hết. Em muốn chết hả? Em có biết là bên công an đang bám theo mình không? Hay là muốn có thêm một vụ như vụ thằng Thủy? Em mà còn gây chuyện thì đừng có trách. Anh Thái, anh cho em hỏi, có phải vụ ông Tư Lân và thằng Bảo là do ba và anh làm không? Tất nhiên là không rồi. Em uống nước đi. Ừ. Thư giãn một chút đi, đừng căng thẳng quá. Mình vẫn còn rất nhiều cơ hội mà. Chị Phương nè, em cảm ơn chị. Sao lại cảm ơn chị chứ? Thôi, để chị vào xem tài liệu xử lý thế nào rồi. Giỏi mới sợ. Ý mày là sao? Dạ chú cứ yên tâm, con cố tình làm như vậy để tụi nó đừng có nghi ngờ. Chứ trình độ tụi nó thì làm gì có cửa thưa chú. Nhưng mà mày có làm đúng theo lời chú dặn không? Dạ thưa chú, hoàn toàn sạch sẽ. Bây giờ đó, mày tạm lánh mặt một thời gian đi. Sau đó thì chú sẽ chỉ đường cho mày đi. Dạ. Thiếu á, mày cứ gọi cho chú. Dạ.
Nhưng mà nhớ bỏ hết mấy số điện thoại cũ đi nha. Chú cứ yên tâm, nghề của con mà chú. Mày đừng có chủ quan, công an họ không có đơn giản đâu. Dạ. Sáng nay con đã gặp chú ba. Đến gặp Tài Cận. Thằng này là quản lý trang web của chú Tư. Ở bên công an có đi theo anh ba không? Con không chắc. Nhưng mà theo con thám thính khu vực xung quanh thì không. Mày nói với bọn ba thẹo đó. Tạm thời đừng có làm chuyện gì quá đáng nữa nghe. Dạ. Đi dò tin coi có thông tin gì của ông Tư và thằng Bảo không. Dạ con biết. Khoan. Dạ. Còn vụ thằng Hùng Lé nữa. Dạ con hiểu rồi. Anh ba, em có chuyện này muốn hỏi anh. Chú nói đi. Em muốn hỏi chuyện của anh Tư. Có phải anh... Chẳng lẽ chú nghi ngờ cả tôi à? À không, em không có ý đó. Em đâu có nghi ngờ anh. Em chỉ muốn hỏi cho rõ để có gì mình còn tính. Hôm qua em có nói chuyện với anh hai. Anh nói bên công an nghi ngờ anh làm ra những chuyện này. Tính cái gì? Tao đã nói là không phải tao là không phải tao. Đâu phải chú không biết tính tôi. Bây giờ mình phải tìm cho ra đứa nào đã làm việc đó. Tại sao nó lại làm như vậy? Hay là thằng Tư có thù oán với đứa nào khác? Nếu không còn gì nữa, em xin phép về. Mấy chuyện anh dặn, anh cứ yên tâm. Có gì, em sẽ báo anh ngay. Nếu không còn gì thì chú đi về đi. Dạ. Mệt quá hả anh? Ừ, đúng là mệt thiệt. Ai ngờ cái vụ này lại phức tạp đến như vậy. Hôm trước á, em nghe Trí kể anh với nó đi bắt giang cẩu. Anh biết em muốn nói gì mà. Chuyện đã qua cũng lâu rồi. Với lại đâu phải anh cố ý đâu. Sự thật thì vẫn là sự thật. Có nhân việc không phải muốn bỏ xuống là bỏ được đâu. Vụ này không biết còn phức tạp tới mức nào nữa. Lỡ mà anh biết phải làm gì mà. Các đồng chí, thời gian vừa rồi tất cả các đơn vị và tổ B2 đã làm việc rất tốt. Nhưng chúng ta vẫn có một lỗi rất lớn, là để cho Tư Lân và Bảo bị giết mà chưa thể lần ra tung tích của thiên sứ. Từ bây giờ, ngoài việc trinh sát và phải tìm cho bằng được tung tích của các đối tượng, anh Tư chỉ đạo đội trọng án và tổ B2 làm rõ cái chết của Hùng Lé, Tư Lân và Bảo. Đồng thời bằng mọi giá
phải truy tìm bằng được thiên sứ. Dạ, tôi hiểu rồi. Chúng tôi sẽ cố gắng. Dạ, xin lỗi. Dạ, thưa chú. Được rồi. Đã có tin mới. Tin gì vậy? Dạ, bên phòng kỹ thuật vừa mới đưa kết quả giám định cho chúng ta là viên đạn giết chết Tư Lân và viên đạn giết chết Hùng Lé được bắn ra từ một khẩu súng. Chưa tìm thấy bất cứ dấu vết nào liên quan tới người còn lại. Ngay cả Sáu Phụng cũng chưa có. Có điều mỗi tháng Tư Lân đều có 3 khoản chi, không rõ lý do. Rất có thể đó là khoản chi cho 3 anh em của ông ta. Điều đó trùng khớp với lời khai từ bọn đàn em của Tư Lân. Mỗi tháng Thái đều đến gặp hai cha con để cùng kiểm tra sổ sách. Nhưng có một điều rất đáng lưu ý. Thứ nhất, đó là bức tường lửa mà bọn chúng sử dụng để ngăn chặn mình truy cập vào ổ cứng. Hình như bọn chúng đã có tính toán từ trước. Việc mình truy cập vào ổ cứng thành công sau 2 lần thất bại, tất cả chỉ là một vở kịch do bọn chúng cố tình dựng lên để cho mình khỏi nghi ngờ. Có chuyện đó nữa hả? Nhưng mà vấn đề quan trọng nhất là ổ cứng của nhà máy chúng ta thu về đã được thay mới chỉ vài ngày trước đợt truy quét mất rồi. Chẳng lẽ bọn chúng biết sắp bị truy quét nên tìm cách xóa dấu vết? Có khi nào chuyện này có liên quan đến việc Tài Cận đột ngột bị mất tích mà không rõ lý do không? Tất cả chứng cứ đã rõ ràng. Anh hãy thành khẩn khai báo để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Tôi chẳng có gì để nói cả. Tự nhiên các anh bắt tôi vào đây rồi bắt tôi nhận tội à? Tôi có tội gì? Ủa? Mượn tiền cũng có tội à? Đàn em của anh đã nhận tội và đã khai hết những việc làm của anh rồi. Tôi chẳng có làm gì cả. Tụi nó làm gì làm sao tôi biết được? Chẳng lẽ tụi nó giết người rồi đổ tội hết cho tôi, bắt tôi nhận tội sao? Pháp luật kiểu gì kia? À, ê, 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 à, ôi, đau đau quá, ui, đau quá, ơi, tôi đau đầu quá. À, chán quá là chán đi, ông này ông lì thiệt mà. Suốt ngày á, bị tụi đàn em của thằng Phong tìm đánh, vậy mà cứ quyết ở lại đây cho bằng được. Không biết ông đang nghĩ gì nữa. Trời, bé Ngọc ơi, bé Ngọc là muội hết hồn luôn á bé Ngọc. Biết bao nhiêu tráng sĩ tươi xanh không yêu, đi đâm đầu vô yêu cái thứ gì mà quỷ ma gì không hả? Thảo ma. Trời ơi, đi rồi nào không hay chết rồi nào không biết luôn nha. Đâm đầu vô yêu chi vậy? Em biết rồi, muội tính nói là hả, đàn ông á, nó muốn làm gì là mình không cản nó được đúng không? Thôi, muội khỏi nó đi, em... Trời. Ủa, tráng sĩ. Mấy tráng sĩ dạ đi uống cà phê phải không em ơi? Ngồi. Ôi trời ơi, đụng chỗ gì nhạy cảm vậy? Sao mặt căng vậy? Mày thấy thằng Thảo Ma đâu không? Tao không biết. Mẹ mày, dám kiếm chuyện với đại ca tao nữa hả? Mày có tin tao lấy mạng mày không? Ừ? Mày dám ê, trời ơi, mấy chắc sĩ chắc lộn hay sao? Trời ơi, buôn bán làm gì có quỷ ma vậy đi trời. Uống cà phê nha.
Dượng. Mày nói với thằng Thảo Mai, sống mà chúng chui chúng nhủi như con chó thì đi chết đi. Coi chừng rớt cái càm nó chán xỉ thôi. Đi. Trời ơi, chết nhỏ rồi, cái càm ta đẹp vậy mà. Bởi vì mùi nói rồi, bé Ngọc cứ cương tụi nó làm chi vậy? Còn mấy quỷ yêu kia nữa, con gái ta mà ăn hiếp vậy hả? Con ngon ăn hiếp thì ăn hiếp tôi nè. Tráng sĩ ơi, Tráng sĩ ơi, Tráng sĩ. Trời ơi, Tráng sĩ đâu rồi, có nhà không? Cái gì ta? Thảo, anh Thảo ơi, anh Thảo có nhà không anh Thảo? Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, anh Thảo ơi, anh đâu rồi anh Thảo ơi? Ủa, có chuyện gì vậy chị Mũi? Hả? Trời ơi, Thảo về rồi Thảo ơi. Chàng sĩ bình tĩnh nha. Thảo bình tĩnh nha, nghe Mũi nói có nha. Có chuyện gì? Thảo ơi, ta bình tĩnh nha, nghe Mũi có nói nha. Gì? Thảo ơi, ta bình tĩnh nha. Trời đất ơi, chị mới bình tĩnh nè, nghe tôi nói. Có chuyện gì? Con bé Ngọc. Con Ngọc nó sao? Con bé Ngọc. Nó sao? Hình như là nó. Nói. Nó đi. Nói. Nó đi gặp thằng Phong để xin cho Thảo rồi. Bây giờ sao Thảo? Ý, Thảo, đợi Mùi. Anh Phong, em xin anh á, anh tha ảnh sai rồi, anh tha cho ảnh đi. Dù khỏi sao đi. Không có xin xỏ gì hết. Anh tha cho anh Thảo đi, anh muốn gì em cũng làm hết đó anh Phong. Thằng Thảo nó kêu cô tới đây hả? Dạ không, em tự đến. Nhìn con nhỏ này ngon quá đại ca, làm tí cho vui đi. Đại ca, anh kêu nó nhảy thoát y đi. Em nói là anh muốn gì cũng được mà, nhảy thoát y đi nha. Anh Phong, em xin anh á, anh tha cho anh Thảo một lần đi anh. Anh tha cho anh Thảo một lần này thôi, em xin anh á. Anh muốn em làm gì em cũng làm hết á. Buông ra. Phong, tôi nói cho cô biết, chuyện này không có liên quan đến cô. Em ngồi với tụi anh đi em. Giải thoát y đi cưng. Ba mẹ con nhỏ này. Tại sao em làm như vậy? Hả? Anh... Em đã suy nghĩ kỹ rồi. Anh muốn làm gì thì anh làm. Em sẽ không ngăn cản anh nữa. Ngược lại, em sẽ làm những gì em muốn và làm những gì em cần làm. Đó là ủng hộ và luôn giúp anh làm những gì anh muốn. Có lẽ bây giờ em đã hiểu anh rồi. Em xin anh, đừng cản em như em đã cản anh.
Chuyện gì tới sớm vậy cô Sóc? Anh Ba, tôi muốn nói cho rõ chuyện của anh Tư. Cô cứ ngồi xuống đi, có gì từ từ mà nói. Từ từ cái gì? Anh nói đi. Chuyện thằng Tư như thế nào, tôi chưa hiểu ý của cô. Cô muốn tôi nói cái gì? Có phải anh cho người xử anh Tư đúng không? Anh em sống với nhau mấy chục năm, anh Tư đã bao nhiêu lần đứng ra chịu tội cho cả đám. Lúc nào anh cũng hết mình đứng ra chịu tội cho anh em. Tại sao anh phải giết ảnh? Tại sao? Tôi biết lần này là lỗi của anh Tư, nhưng đâu đến nỗi phải giết ảnh. Anh em có gì sai thì nói chứ. Sao anh lại bày ra mọi chuyện để đẩy anh Tư vô chỗ chết? Tôi bày ra chuyện gì? Rõ ràng là anh biết tất cả, nhưng không cho anh Tư biết. Anh đừng có chối. Mấy hôm trước anh đã gặp thằng Tài Cận đúng không? Vậy cô Sáu cho người theo dõi tôi sao? Anh đừng có nghĩ vậy. Chỉ là đàn em của tôi vô tình thấy thôi. Trùng hợp vậy sao? Đàn em của cô cũng biết nhiều chuyện quá đó. Anh nói đi, có phải anh cho người xử lý anh Tư không? Tại sao cô lại nghĩ vậy? Tôi vừa mới nhận được tin công an xác nhận viên đạn bắn thằng Hùng Lé và viên đạn bắn anh Tư đều từ một khẩu súng. Thằng Hùng Lé nó chết, chỉ có anh và anh Tư làm thôi. Bây giờ anh nói sao về chuyện này? Sáu à, ném đá thì phải biết giấu tay. Cái trò ly gián đơn giản như vậy mà cô cũng không hiểu ra sao hả cô Sáu? Chào thầy, hôm nay tôi tới đây để gặp thầy. Thôi thôi thôi, ông về đi, không có coi gì được hết đó. Nham hiểm, độc ác, oán hận ngút trời. Người này là đàn ông, không phải là phụ nữ. Tôi thật sự không thể nhìn thấy được điều này. Dù có thế nào đi nữa, một mất một còn, không thể khác được. Thư của cô hả?
Không. Con coi thử của ai. Không thể chấp nhận được. Rõ ràng tên thiên sứ này coi chúng ta như là con rối trong tay hắn vậy. Có lẽ thiên sứ biết chúng ta bố trí canh gác chặt chẽ hơn, nên chuyển hướng sang chi bảy. Tôi nghĩ cần phải tăng cường bảo vệ để đảm bảo an toàn cho anh chị và các cháu. Tôi không nghĩ thiên sứ muốn trêu chọc chúng ta. Có vẻ như là hắn đang muốn cho chúng ta biết chuyện gì đó. Với tất cả những bằng chứng mà chúng ta đã có, tôi dám cam đoan rằng thiên sứ là một trong những tay cầm đầu của băng nhóm. Nhưng chẳng lẽ hắn ta muốn xử hết những tên còn lại hay sao? Những kẻ đáng chết sẽ phải chết. Hùng Lé đã chết, hai cha con Tư Lân cũng đã chết. Bọn họ đều gây chuyện với Ba Long, nhưng ông ta hoàn toàn có thể xử lý mà không cần phải gây ra nhiều chuyện như vậy. Theo tôi nghĩ, Ba Long cũng là một trong những mục tiêu của thiên sứ, và tất cả bọn họ đều có thù oán với hắn ta. Nói gì thì nói, chúng ta có cả một lực lượng trong tay. Tôi không tin là thiên sứ có thể qua mặt chúng ta hết lần này đến lần khác như vậy. Tôi hỏi anh nghe, nếu anh là thiên sứ, anh muốn triệt hạ băng nhóm của Ba Long, bước tiếp theo anh sẽ làm gì? Alo. Chào bà Sáu Phụng. Ai đó? Điều đó không quan trọng bằng việc tôi sắp nói với bà. Chuyện gì? Mày là ai? Chắc bà chưa quên Thắng Bèo đã phải chết tức tử như thế nào phải không? Mày là đứa nào? Tại sao biết chuyện đó? Chuyện đó có ai mà không biết. Nhưng mà có một chuyện không phải ai cũng biết. Chuyện gì? Cái chết của Thắng Bèo là âm mưu của Ba Long. Tin hay không thì tùy. Chào bà. Nè, nè, khoan đã. Alo. 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 Cái thằng Thắng Bèo gì đó, đúng là chẳng có ai ra gì hết. Vuốt mặt phải nể mũi chứ. Nó yêu em mình mà tối ngày đi gây chuyện, phá đám chuyện làm ăn mình hoài. Mẹ bà đó. Anh phá đám hồi nào? Tại đàn em của anh nhậu nhẹt rồi đi kiếm chuyện đánh người ta. Phá đám là sao? Con nhỏ này, bây giờ mày theo người ngoài rồi mày bỏ anh em hả? Anh đừng có nói tào lao. Tánh em sao là anh cũng hiểu rồi. Cái gì đúng là đúng, sai là sai, vậy thôi. Thôi được rồi, chuyện đó cũng không có gì lớn lắm. Mấy đứa của chú có lỗi trước thì bỏ đi. Nhưng mà tôi nói thôi là thôi,
Em yêu ai không bao giờ anh có ý kiến. Nhưng yêu là một chuyện, làm ăn lại là một chuyện. Nó làm gì thì làm, anh em ai cũng biết, anh chỉ lo cho em. Hết đợt này em không cho anh làm nữa, nghỉ luôn. Bây giờ ở đây có đầy đủ mặt các anh luôn nè. Em nói thẳng luôn, đợt này tụi em làm đám cưới. Tốt, vậy là tốt rồi. Thôi uống đi. Mấy ngày nay công an theo dõi dữ quá, em lo quá anh à. Có gì phải sợ? Mấy lần trước tụi nó cũng theo, nhưng có làm được gì mình đâu. Nhưng mà em à, em đừng có lo, có anh ở đây không có chuyện gì đâu. Anh tính làm đợt này xong, mình sẽ không có làm nữa. Xong lần này, mình cưới nhau nha em. Sao tụi nó biết được? Anh ơi, bây giờ tính sao? Tính sao? Bây giờ em gặp cái này em đi đi. Nhanh lên. Để anh đánh lạc hướng tụi nó. Anh à, có chết cũng chết. Anh nói em, chạy thì cứ chạy đi. Nhớ, gặp nhau chỗ cũ nghe chưa? Nghe chưa? Anh không sao đâu. Đi đi, mau lên. Đi đi. Gì anh cứ nói đi. Dù thao ma, anh không cần nói nữa. Khỏi phải xin cho nó làm gì. Dù sao nó cũng là anh em của mình mà. Anh em cái con mẹ gì chứ hả? Nếu mà ông già và anh Thái không kêu tôi đừng làm lớn chuyện này là tôi tiễn nó về gặp mẹ nó từ lâu rồi. Cô Sáu, con muốn nói chuyện với cô. Cô Sáu,
Con xin cô mà cô Sáu, cô nói chuyện với con một chút được không? Cô Sáu, nghe nói mày cũng dữ dội lắm mà, cần gì phải đến tìm tao? Sao vậy, mày không muốn đứng lên tự làm chủ hả? Con biết, thế nào cô cũng nói như vậy mà. Cô đừng nghĩ con đến tìm cô là vì muốn sơ muối gì ở chỗ của cô. Mày đến tìm tao để làm cái gì? Mày muốn tao giúp mày cái gì? Con muốn xin cô cho con ở tạm chỗ cô. Chứ bây giờ ngày nào đám đàn em của thằng Phong cũng tới tìm con, con chẳng làm được gì hết. Mày muốn làm cái gì? Kể từ khi con tới Milan làm, chú Tư và thằng Bảo lúc nào cũng đối xử tốt với con, cho nên con không thể nào để cho họ chết một cách không rõ ràng như vậy được. Cho dù có chết, con cũng phải tìm ra thằng nào đã làm chuyện này. Thôi được rồi, nếu cô không tin con thì thôi, con về. Con chào cô. Dạ, cô gọi con. Đi tìm thằng Thảo Mai về đây. Dạ, để làm gì thưa cô? Không lẽ cô tin nó? Thằng đó đã từng là công an, ông ba không tin nên đẩy nó đi. Rất có thể vì cái chuyện lùm xùm ở chỗ ông Tư, nó chính là người gây ra. Cứ tìm nó về đây. Dạ. Mai về đi. Thằng đó đã từng là công an, ông ba không tin nên đẩy nó đi. Rất có thể. Cứ tìm nó về đây. Qua tao, qua tao. Mày đây nè. Ơi. Dở mày, dở chặt mỏi mày. Lùm anh đi mày. Tự. Làm gì buồn ngồi một mình vậy cô em hả? Tụi mày dám ăn hiếp đàn bà con gái hả? Không phải chuyện của mày, đừng có xíu vô. Mày đừng có tưởng tụi tao không biết mày sắp về làm cho bà Sáu. Mày nghĩ bọn tao sợ bả hả? Đủ rồi đó. Không phải là tôi không nể cô Sáu, nhưng đây là chuyện riêng. Thằng này cũng không phải là người của cô Sáu. Từ bây giờ anh ta đã là người của cô Sáu. Nè, anh không biết em nghĩ gì về nó, nhưng không phải muốn nói gì là nói được đâu. Tốt nhất là đừng có dính vào chuyện này, không thì đánh chết mẹ mày luôn.
Chạy. Nhìn cái gì? Bữa nay thấy cô cũng đẹp đó chứ. Úi giá. Từ ngày mai mày cứ đến đây làm, mấy chuyện khác không cần phải lo. Dạ, con cảm ơn cô Sáu. Nếu không có gì, con xin phép cô về trước. Khoan đã. Chuyện hôm trước mày nói, mày định làm gì? Dạ, chuyện đó con đã tự giải quyết xong. Hiện tại mày có nghi ngờ ai đã làm chuyện đó không? Hình như cô Sáu muốn con khẳng định điều cô Sáu đang nghĩ. Hôm trước mày nói mày từng làm công an, phải không? Phải. Tao muốn mày làm việc cho tao. Chút nữa ra quầy tiếp tân, sẽ có người hướng dẫn anh làm việc. Cảm ơn. Ủa, anh làm gì ở đây vậy? Từ ngày mai anh sẽ làm việc ở đây. Thôi, anh về đi. Có gì tối mình nói chuyện. Ừ, tôi về. Mày biết nó hả? Đi theo tao. Dạ, cũng có biết chút chút à. Đi theo tao. Ngoài tổ chức hoạt động mại dâm trá hình của nhà hàng Hoa Liễu, cung cấp gái cho khách, sau khi liên lạc bằng điện thoại với những mật khẩu được thay đổi thường xuyên. Ngoài ra đường dây này còn tổ chức các tour du lịch xếp trong và ngoài nước. Hiện tại đội phòng chống tệ nạn đang tiến hành trinh sát để thu thập bằng chứng về các hoạt động của Sáu Phụng và đường dây bán dâm này. Có phát hiện dấu hiệu gì đặc biệt không? Ngoài đường dây bán dâm, em và anh Minh còn phát hiện Sáu Phụng có mối quan hệ với một tên là Hưng Bợm. Tên này chuyên chăn dắt người già và trẻ em ăn xin khắp các địa bàn trong thành phố. Thật tình, đúng là bọn khốn nạn. Người già và trẻ em mà nó cũng không tha nữa. Quan hệ của họ thế nào? Vài ngày Hôm Bợm lại tới gặp Sáu Phụng một lần, nhưng hiện tại vẫn chưa rõ mối quan hệ của họ là như thế nào và mục đích gặp Sáu Phụng của Hưng Bợm là gì. Đặt trường hợp Hưng Bợm hoạt động theo sự chỉ đạo của Sáu Phụng thì không lẽ một người như Sáu Phụng lại kiếm tiền một cách cỏn con như vậy sao? Ít hay nhiều thì cũng là tiền mà. Tôi nghĩ hoạt động của băng nhóm tội phạm này không hề đơn giản chút nào.